Tôi thì tôi nghĩ là có mentor là khác hẳn. Và mentor đã đưa các bạn gần như hoàn hảo về vừa câu chuyện, vừa trình bày, vừa món ăn. Hôm nay em gửi đến ban giám khảo một món phở gọi là phở quân tử. Đặc biệt nó có con gà Hồ Bắc Ninh có xuất hiện trong chanh Đông Hồ nổi tiếng của Việt Nam mình. Nếu bạn nói như vậy thì bạn cố tình bảo vệ cái sai của mình thì tôi xin phép ngắt, không nói nữa. Ok, you ready? Ready? Yes. 3, 2, 1. Đó. Xin cảm ơn nhà tài trợ Chinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Món này em lấy cái nước vịt nấu với một ít rong biển, cái bánh phở và em nhồi cái nhân thịt bò vào. Em lấy cái tủy bò, em xay với một ít gia vị, rồi em bơm vô trong cái viên bò đó, tạo cái cảm giác surprise. Em có mang một cái bình, dưới cái bình đó là em có xương, có quế, có hồi, có thảo quả và có rau thơm. Cái này là thông thường mình dùng làm Italian cafe đúng không? Dạ, 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 đúng rồi. Thật sự thì ý tưởng không tệ tí nào. Với cái đề thi ngày hôm nay em cũng nấu phở, nhưng mà nó sẽ một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Bình thường tôi sẽ bỏ vô luộc chín sau đó cắt, còn em sẽ làm khác đi, em nướng. Và khi mà bỏ trong cái thố này em sử dụng các tất cả các loại gia vị hớp của nó để cho nó tạo một cái mùi hương. Okay, I was worried that there was no phở element. Yeah, cuối cùng mới là phở. Chef Chúc and Chef Tâm are the strongest people in this competition that I see. I expect your level to be really really high. Thịt bò đó là bò gì vậy? Dạ là bò Wagyu ạ. Kệ rất là mềm, tan trong miệng. Sắc mỏng hơn là đẹp hơn. Dạ. Right? In a fine dining restaurant, I don't want the customers to take things out and put no. You have to think about the dish, the complete dish. The whole, all the little elements, we have to eat it all. Tôi làm phở nhiều lắm nhá. Nhà hàng của mình nên mình muốn làm cho nó cao cấp, có phở một miếng và có phở bình thường luôn á. Số 1 vị là gì em biết không? Nước dùng á của phở nóng, bát to như thế này, nước dùng dễ bị không nóng. So Chef Phương, this is your mentoring team. What are your thoughts on Chef Tâm? Chúng chủ đề là phở. Em đã thấy một vị phở mang tính chất trải nghiệm anh có. Ăn cái gì trước, ăn cái gì sau, cuối cùng là vị phở. Điều mà còn nhất, phở phải nóng. Anh công nhận. Đồng ý. Cheer. Cheers. Cheers Chef ơi. Và đạt được cái mục đích là nước phở phải nóng. I think, whereas this should have been the hero, the main ingredient, the phở, nước lèo phở, needs to bring this together. But I felt they were all very too far apart, rời rạc quá. Right? Anh muốn nó hợp chung, right? All the flavors need to come together. Người chiến thắng, 3, 2, 2 1, đen. Cảm ơn chef. Em có làm món phở cuốn bò Wagyu kết hợp với bánh quẩy. Mình ăn kèm với tủy bò để cho nước dùng thấm vào bánh quẩy thì mình ăn mới tròn vị ạ. Và đặc biệt trong cái món phở ngày hôm nay, em cuốn phở bằng cái lá phở em tự tay tráng. Nhật Bản có sợi mì udon rất là nổi tiếng. Nước Ý xinh đẹp có sợi mì Ý rất là nổi tiếng. Tại sao món phở của Việt Nam mình nổi tiếng với cái tên phở nhưng mà cái sợi phở rất ít người được quan tâm? Một cái linh hồn trong cái món phở không thể thiếu đó chính là lá phở. Cái câu chuyện em đem đến cho cái món phở này là cái gì? Khi mà em còn nhỏ, mỗi lần mà em ốm thì mẹ hay mua phở cho em ăn. Nhưng mà em không hiểu tại sao là em mời mẹ ăn thì mẹ nói là mẹ không thích. Khi mà em làm mẹ rồi thì em mới hiểu là không phải là mẹ không thích, mà là gia đình mình khó khăn thì mẹ nhường cho mình ăn. Cho nên là đến cái ngày mà em có thể tự tin em nấu được một cái tô phở ngon tròn vị thì cái người đầu tiên mẹ em nấu thì đó chính là ba mẹ em. What do you think of dish? Very good, broth, very aromatic, great flavor. I like the idea, the combination of the way with the dipping, but she has done it something different, but also works. You have very crispy texture of the whey with the bone marrow inside. Maybe I would push the flavor of that just a touch more, I think. But it's a nice dish. Chef, always, every dish you do, so beautiful and so elegant and delicate. Khẩu vị của em là rất là giỏi, rất là hay, rất là cao cấp. Your balance is always amazing. So I'm very impressed with all of your dishes so far. So I think it's very clear.
Ở đây á là em nấu phở tôm hùm đại diện cho Điện Cả, là quê hương của em, vùng đất Khánh Hòa, Nha Trang. Cái bánh phở ở đây á thì đại diện cho mẹ em. Mẹ luôn có cái sự bao bọc những đứa con, bao bọc những thứ xung quanh gia đình. Em sau khi rót cái bánh phở, cái phở nước dùng phở, em có cái dầu hơi the the cây cây, nó là cái gì? Cái dầu ở đây là em kết hợp giữa rau ôm và ngò gai, trần sơ qua nước sôi và em ngâm nước đá. Sau đó em vắt ráo nước và em cho vào dầu em xay để em tách được cái tinh dầu của trong hai loại rau thơm đó. Ravioli, I think I would like to have more of the tom hum inside, cái này ngon hơn. Nếu mà phở mà phục vụ cho fine dining đó, thì ở trong này tôi chưa thấy gì có gì là fine dining. Tôm hùm ở bạn cắt quá nhỏ, để ăn mình không cảm nhận được đó là tôm hùm. Cái cuốn gói hay là một cái gì cho nó phá cách hơn đó, thì tôi chưa thấy. Thứ hai nữa là cái nước nó hơi ngọt, nếu bạn cho vài giọt chanh nữa thì nó sẽ cân bằng hơn. You ready to judge? 1, 2, 3. Đó. Đó. Chúc mừng Tâm. Dạ em cảm ơn ạ. Em ấp ủ một ngày mình được đưa món phở của mình lên trên bàn cho ban giám khảo và tất cả mọi người trên thế giới đều biết đến món này. Em dùng các loại rau thơm của Việt Nam để xay ra và lấy cái nước của nó tạo thành một cái lớp jelly để cuộn cái bánh phở của mình lại. Mình chỉ cần dùng dao mình cắt sẽ ăn giống kiểu steak. Sau đó mình thưởng thức chung với lại nước phở và sò điệp. Nó đã gói gọn tròn vị của một tô phở trong vòng một miếng. Trong đó thì nước phở này thì em dùng là hải sản. Em nấu consomme dùng với thịt bò và lòng trắng trứng. Em dùng thịt bò quá nhiều làm consomme phải không? Sau đó em làm sao? Em bỏ cái đó phải không? Phải không? Cái đó là thịt cao cấp mắc tiền, nhưng mà em đỏ ngoài luôn. Very disappointing. Tại sao bạn nghĩ bò Wagyu lại bỏ vào phở? Mục đích chính của em là em muốn dùng cái độ ngọt thịt nó và cái hương vị của cái mỡ của thịt bò Wagyu đặc trưng chỉ có bò Wagyu mới có thôi. Một trong những điều phí phạm nhất. Tại vì khi bạn bỏ vào vỏ mày xay chung á là phá vỡ hết một cái bầu Wagyu rất đắt tiền. Người đầu bếp của chúng ta phải tôn trọng nguồn nguyên vật liệu. Em đã hiểu chưa? Xin mời chef. Ủa bộ chef. Thấy món kia đâu? Phần 3, 4 phần. Dạ, 4 phần kia đâu? Em sẽ share ra. Ủa sao vậy? Em sorry, tại vì trong lúc em thao tác những cái bánh mà phở ban đầu em làm nó bị vỡ ra. Bạn, nó cũng không muốn thèm ăn nữa. Fine dining, nhà hàng cao cấp. Em thấy là món của em là cao cấp không? What do you think? No, opposite. Món của Vinh với món của em hai cái món là xa lắm. Em hơi hậu đậu á. Trước là em chef cắt tay. Bây giờ là rớt cái mấy món của em. Em phải bình tĩnh chút xíu, calm, confident, collect. Em lên, Diệm Anh. Em lên đây. Cái này cái giống món fine dining không sếp? À, anh để dĩa đẹp nè. Please, are you proud to say this is phở Việt Nam? I'm proud to say this is phở. Yes or no? This is not a top chef dish. Okay? Mà hôm nay em muốn gửi món này một cái ý tưởng mới của em mà chưa bao giờ làm cả. Thì em muốn kết hợp bánh phở cuốn cùng với nhum biển, ăn kèm nước phở thì nước phở hải sản. Em cũng muốn giới thiệu đến chương trình một cái nước phở có thể nấu nhanh trong vòng 120 phút, là nấu từ xương cá, vỏ nhum. Em sẽ dùng bình siphon để cho cái nước phở nó chạy lên đi kèm với những cái thảo mộc đó. Khi nó sao phong hoàn thành thì cái phần nước phở đó cái level nó vừa nhẹ nhàng thôi, nó không quá nặng mùi, nó sẽ không át đi cái mùi vị hải sản trong cái phần phở này. Nhưng nhum Phú Quốc á, cái vị ngọt vô cùng ngọt, rất là ngon. Thì em kết hợp với lại Hokkaido scallop và Hokkaido sea urchin ăn kèm với một chút xíu chanh caviar để nó kích lên cái vị giác, khiến cho mình không có cảm thấy ngán.
Nhưng riêng có cái con nhum là cái vấn đề. Nếu như con nhum sống thì phải lấy từ trong cái tươi nhất và đặt lên, chứ không được để ở ngoài, nó bị oxit nhanh lắm, chỉ cần 10 phút thôi là nó bị rồi. Em có thể để thêm rau thơm ở trong đó cũng được, cho nó nhẹ nhẹ hơn. Rau thơm. Ăn 3-4 cuốn nhỏ nhỏ như vậy cũng là ăn một miếng thôi là đủ rồi á. Cái bánh rất ngon nha. Được, bánh cũng ngon. Cái bánh ngon mà cái nước dùng cũng tốt, trình bày rất là đẹp. Hôm nay em sẽ làm món phở khô và phở nước. Đối với em, phở không phải là một món ăn mà là một cái văn hóa. Hôm nay em muốn kết hợp phở khô cuộn sò điệp Hokkaido với rau mùi và tôm karabi Tây Ban Nha và ăn kèm vào một lớp jelly phở ở trên. Phở nước thì em có kết hợp với mút tôm, sò điệp, kết hợp với bánh phở và caviar. Còn nước phở thì em nấu với xương bò, xá sùng và tỉ bò. Wow. Em nếm thử coi em có cảm giác gì. Nó hơi đậm. Nó mặn chứ nó đậm gì. Rất là mặn luôn. Sao vậy? Phở là phải thanh. Chef, this is top chef. So when you taste your dish and you think that it's too salty or too strong, you need to fix it or don't serve it to us. This is your only chance. You need to bring your A game. It's a close one. Let's go. 3, 2, 1. Đó. Đó. Ok, hai vote trắng rồi, đòi đỏ. Chúng tôi chọn đòi đỏ. Ây ây. Đến làng quán họ chọn tình mẹ anh hát trao duyên, anh chưa đến dòng sông cầu ngàn đời vui sông nước lỡ thương. Hôm nay em gửi đến ban giám khảo một món phở gọi là phở quân tử, đặc biệt nó có con gà hồ Bắc Ninh có xuất hiện trong tranh Đông Hồ nổi tiếng của Việt Nam mình. Từ ngàn xưa, con gà này đã được tiếng vua đứng đầu về trong cống phẩm về các loại gà. Em kết hợp với phở gan cháy của đắp cầu Bắc Ninh, em có sử dụng những cái kỹ thuật đương đại vào đây. Màu đẹp quá. Các bàn tiệc cao cấp trên thế giới, nhà hàng Fine Dining, khi đầu bếp mình có thêm món phở vào thực đơn thì thực khách rất thích thú. Em hôm nay thì muốn phá cách món phở. Một là phở gói, ban giám khảo sẽ sử dụng tay, trong đó có tôm hùm, bào ngư và vi cá, và cái sốt phở em làm cô đặt lại bên trong. Và súp thì em sử dụng lươn, xương ống bò, tỉ bò và thịt bò. Phần lươn thì em filler ra, cuộn với lại mút lươn xông khói. Bên dưới thì em có sử dụng là nha đam và rong biển, cắt sợi và ngâm qua một ít giấm để tạo độ chua và giả sệt phở. Tôi thì tôi nghĩ là có mentor là khác hẳn. Và mentor đã đưa các bạn gần như hoàn hảo về vừa câu chuyện, vừa trình bày, vừa món ăn. Well, both dishes gave me a great experience. With your dish, Min, the theater of that was excellent. I enjoyed that very much. The experience of the bowl, of the leaf on here, your textures of both dishes and your eel, the texture was fantastic. Crispy, soft, silky, and very, very smooth. Great broth. What do you think, chef? It's a close battle, this one. Hai cái vị thì một cái là đưa lên với cái màu sắc, em thấy nó rất hài hòa. Màu đỏ, màu xanh, rồi có quế hồi của Việt Nam thì có dăm món phở. Nhưng mà một cái phá cách nữa là cái nha đam để lên style phở. Thì ok, một cái sáng tạo đó cực kỳ là hay. Nhưng mà mình làm món phở, nước dùng phở là đặc biệt nhất. Như vậy mình phải giữ cho nó tốt nhất, nấu cho nó đúng đậm đà và phải chọn cái gì cho nó giữ cho nó nóng. Món đỏ tôi thấy rất là hay, rất là đẹp, nhưng mà hai phần đó chưa hợp với nhau. Riêng tôi thì tôi có cái vấn đề này, tôi so sánh hai bên. Về nước dùng, loại đỏ ngon hơn, tại vì nó nóng hơn, nó đậm đà hơn. Và nước dùng của bên bạn, cái vỏ sò nó hơi lạnh. Cái thứ hai nữa là cái nhân. Cái nhân của bạn khá ngon, nhưng mà không đậm đà và béo ngậy như là cái nhân lương xông khói của bạn bên đỏ đỏ.
cái sáng tạo nữa là cái rong biển sắt ra làm cái cọng thay bánh phở và cái nha đam. Thì tôi thấy bạn hoàn toàn thuyết phục tôi về cái món này. Và tôi thấy tại cái món phở của Đội Đỏ thì nhỉnh hơn. Cái món này á, em muốn ăn giống như là mình cầm cái vỏ sò mình húp, cho nên em không muốn làm nước dùng nó nóng thì người ta sẽ bị bỏng mồm. Thì đối với một nhà fine dining thì mình phải nắm luôn các yếu tố về nhiệt độ. Giám khảo cũng biết khách nước ngoài thì người ta thứ nhất không ăn được cay, thứ hai người ta không ăn được nóng, người ta không giống người châu Á mình. Và khi cái này hoàn toàn khác, mùa đông chúng tôi ăn rất là nóng. Và cái món mùa đông ở bên nước ngoài, tôi ở bên Pháp, là phải giữ nóng ít nhất phải 15 phút. Nếu bạn nói như vậy thì bạn cố tình bảo vệ cái sai của mình thì tôi xin phép ngắt, không nói nữa. Let's make it quick. Let's judge right now, decide who the winner. Okay, after three, yeah? One, two, three, who? Đó. Red. Red or black? Okay, go black. You got black. Oh, red or black? Red. So three red, one black. The winner is Jiu Yang. Thank you, chef. Thank you, chef. Thank you. Thank you. Mình nghĩ là do hôm nay mình đi sát được chủ đề của ban giám khảo và cái món ăn của mình nó phù hợp với lại ba giám khảo chọn mình. Còn về món ăn giữa hai thí sinh thì mình sẽ không so sánh. Món của em có tên gọi là phở đàn gia. Em thì sống không có gần cha mẹ từ năm em 5 tuổi. Thì em ý thức một điều rằng bản thân mình phải nỗ lực. Trong cái công thức của em hiện tại đang sử dụng á, thì em có dùng cu tuyết để lấy cái nước ngọt. Cái phần thứ hai của em là cái phần nước sốt. Bởi vì nước sốt gần như là cái thế mạnh của em trong vòng 7 năm em làm kinh doanh. Và nước sốt của em được chế biến từ quả xoài để em lấy cái độ chua. Và cái phần thứ ba trong cái phở trộn của em có dùng tới là yến xào Khánh Hòa. Ý nghĩa là em muốn tôn vinh cái món ăn, nâng tầm nó lên đẳng cấp là fine dining ạ. Em có biết tại sao anh uống hết cái nước dùng không? Nãy giờ anh chưa bao giờ uống hết nước dùng. Em nghĩ là hợp khẩu vị với Chef Alan ạ. Cũng có một phần, nhưng mà em luộc nguyên cái con cua to đùng ở trong cái nồi, tội gì anh không uống. Con cua hầu như là hơn 1,5 kg mà em biết nó đắt tiền cỡ nào. Anh thì kỳ vọng rất là nhiều cua trong cái món phở của em ngày hôm nay. Cuối cùng anh ra được có miếng chút xíu như đây à. Không thể nào phí nhiên liệu như vậy được. Em phản biện chút xíu chỗ này là bởi vì con cua đó em không thể nào cắt cái chân cái mình ra để em luộc lấy nước dùng riêng được. Bởi vì bản chất con cua nó đang còn sống. Và em không thể hiện sự phí nguyên liệu. Bởi vì nếu em là chủ một nhà hàng fine dining thì con cua đó em sẽ sợp cho rất nhiều khách hàng. Em không cho rằng mình phí. Chỉ phí khi nào em bỏ thùng rác. Và hiện nay em vẫn bảo lưu được toàn bộ những cái gì em đang dùng. Em có lý do đó cho nên anh chỉ uống cái con cua thôi. Còn cái con cua đó em làm cái việc riêng thì anh cũng không biết. Dạ, ok ạ. Món phở của em hôm nay nó sẽ có hai phần. Một phần là sẽ ăn lạnh và một phần là sẽ uống nóng. Đây là lá gì chef? Cái lá ở ngoài đó là lá húng quế à. Sò điệp ở trong thì em có ướp sơ với nước mắm. Sau em xiên xong rồi em sẽ gói cái lá húng quế ở ngoài. Và cái sốt ăn kèm ở dưới đó là sốt mù tạt, chanh vàng với lại nước mắm với dầu liêu à. Một cái là nóng, một cái là lạnh để biểu hiện cho âm và dương. Hai cái nó sẽ hòa hợp với nhau. Em nghĩ ra cái idea này là dựa trên cái cách ăn phở của con gái em ở nhà. Cái cách của bạn ấy ăn là bạn ấy sẽ ăn hết cái bánh phở, ăn hết thịt trước. Và hành động cuối cùng của bạn ấy là bạn ấy sẽ bê cái bát lên, bạn hút hết nước. Em cũng muốn là mang đến cảm giác này cho cái khách hàng của em. Chef Alan, what do you think? Cái đặc biệt là cái dầu ô liu thì nó hơi mạnh một chút. Cái dressing á, tụi anh gọi là dầu giấm đi. Dầu giấm thì nó có dầu ô liu, rồi nó có chua, rồi nó có mù tạt. Thì tụi anh đánh lên là gọi là dầu giấm. Thì cái dầu giấm này đi với cái sò điệp ngoài thì ok, ngon vị. Nhưng mà khi mình ăn lại thì nó để lại một cái vị của dầu ô liu mạnh quá. Thế là uống cái vị phở vô, may là em bỏ hơi nhiều. Anh uống vô lần thứ nhất, lần thứ hai nó trôi đi cái vị dầu ô liu hơi gắt trong cổ. Thì như vậy thì anh thích hơn vẫn là cái trái banh tròn tròn sò điệp với lại
cuốn ở ngoài lá quế và cái nước phở chế thẳng vô, thì anh nghĩ như vậy nó xuất sắc hơn. Tôi đồng ý với anh Alan. Sorry anh Peter nhé, em công ty vô rồi của em thì làm kỹ thuật hơn, nhiều giai đoạn hơn, nhiều công đoạn hơn. Của chị anh Thứ thì cái cuốn gói nó quá đơn giản, nó phải đi cái những cái loại gì đó trung tính thôi. Ăn bánh phở mà bỏ yến vô rồi bỏ cua vô thì nó mất đi giá trị của yến. Ok, you ready? Ready? Yes. 3, 2, 1. Giờ đỏ. Yeah. Thank you. Phúc Pizza, nội thất thiết kế, tô điểm cho thế giới bên trong ngôi nhà bạn. Xin giới thiệu với các chef đây một món có tên là phở và trứng. Em muốn tạo ra một sự khác biệt thì cái món này nó sẽ có 4 tầng. Thì cái tầng ở dưới cùng của nó là egg custard, dạng như pudding. Cái tầng tiếp theo của nó là bánh phở. Tiếp theo nữa là bò wagyu đã được xia sơ và sau đó được mix cùng với các gia vị đặc trưng của phở. Trên cùng của nó là cái lớp form làm từ tủy xương bò, trứng và nước phở. Em mời các chef vừa dùng vừa thưởng thức bức tranh được vẽ tay kỳ công. Đó là cái bức tranh ngày mùa ở miền Bắc. Em sử dụng hoàn toàn bằng gốm sứ Bát Tràng để giữ nóng được tốt nhất. Và em muốn đưa cái văn hóa sử dụng gốm sứ của Việt Nam giới thiệu đến bạn bè thế giới. Về phần nước phở, em sử dụng là nước cốt của xương bò, phần mỡ bò của bò wagyu em thắng lên tạo độ thơm. Phần topping thì em có nấm bụng dê, em nhồi vào đó là cái phần thịt má đào heo nhỏ nhất và quý nhất, rất khó kiếm, tức là nó ở phía bên trong của cái gò má. Em có sử dụng là hai phần gel, một phần là có vị thơm của rau thơm, nó có màu xanh. Phần thứ hai là em làm từ cái tương ớt Bắc. Thì nếu mà ban giám khảo mà không thể ăn cay được thì không cần phải dùng cái phần màu cam đó. Chef, both dishes are very close to me, neck and neck. Chef Ngọc, your dish was really interesting. Thú vị, you know, like we're talking about the experience. This was a great experience. I didn't know what to expect. It was like this white foam. How is that pho? I wasn't sure. The different layers, the custard, and you had the beef. I thought the beef was a little bit too big, the pieces. However, the flavors worked well. I love the presentation. I love the entertainment factor and the textures of your dish. Chef Yin, I love this style. The broth was hot. You have hot water here. Keep it warm. The story of where this came from in your village. The nước lèo, very nice. Đậm đà, very, very good. The morel mushroom with the pork jowl. Absolutely love that flavor bomb that was in my mouth. Really fantastic flavor of that really smart way of putting the pork with the mushroom. And then the thin slice of abalone at the end. 1, 2, 3. Đó. Congratulations. Thank you. Hôm nay qua cái đề bài thi về món phở của Việt Nam, mà đặc biệt không cho thí sinh nấu món ăn mà khách hàng hay là cái người được phục vụ ăn bằng đũa, tất cả các đội đều hiểu và một số bạn làm rất tốt về hương vị phở, nước lèo phở. Nhưng có một số bạn nấu không có chuẩn, có một số bạn bị hư nguyên liệu, đổ nguyên liệu. Em cũng nhìn thấy là có nhiều bạn thì không hiểu phở mà để với gì như được gọi hay là bỏ nhiều định lượng quá mà nước lại ít. Và xài nước aga nhiều quá là khi mà nó nguội đi mà nước nó ít, nó đang aga nó đã tan rồi thì nó không còn nhiều phở nữa. Và chúng ta có kết quả rồi. Xin chào các chef. Đầu tiên thì Hen xin chúc mừng các chef đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ Hen xin phép được mời 7 chef và được nhận lời khen sẽ đứng dậy và đi ra ngoài gặp giám khảo. Trước tiên là chúng ta sẽ biểu dương cho 7 chef của hai đội là người có món ăn đúng cái concept, đúng cái đề thi. Mặc dù các bạn có những cái phần thi nhỉn hơn các bạn khác, nhưng mà các bạn cũng vẫn có một cái vấn đề chủ quan.
sân chơi của Top Chef, các bạn phải tính toán một cách chi li từng chi tiết một và phải bảo vệ cái đĩa ăn mình đến cuối cùng, chứ không phải là các bạn nấu xong là xong. Chef, the next challenge is going to be harder and harder. So keep improving more and more. I see you are cooking with your heart and your passion, and the experience was great today in a few of those dishes. So keep up the good work. Có ba bạn ở đây nấu rất là ngon, bốn vị giám khảo đều thích. Các bạn đưa ra một cái định lượng giữa phở, nước phở, cái và cái cách phục vụ rất là hay. Thì cái người đó là ai anh Lúc nhỉ? Hôm nay có một món xúc sắc spectacular. Người chiến thắng hôm nay là... Chef Trường Giang. Yeah. Congratulations, Chef. Excellent. Excellent. Bạn chọn cái nguyên liệu rất là nguy hiểm là lương. Thường thường thì lương rất là tanh, rất là nhớt, rất là khó nấu, mà bạn nấu cái vị phở mà tụi tôi ăn cảm thấy rất ngon. Đó là tại sao mà bạn chiến thắng. Congratulations, Chef. Please go to the waiting room. Thank you. Jacob Crick hân hạnh đồng hành cùng Top Chef Việt Nam.